Cô chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Bây giờ cô và các em chúng ta cùng bắt đầu vào tiết học nào. Tiết tập đọc ngày hôm nay nằm trong chủ điểm nam và nữ. Chủ điểm nói về vấn đề giới tính và thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Các em cùng cô theo dõi vào bức tranh. Đây là bức tranh trong câu chuyện Một Vụ Đám Tàu của tác giả Amici. Câu chuyện kể về một tình bạn vô cùng cảm động giữa bạn trai Mario và bạn gái Julietta, hai nhân vật chính của truyện nổi bật với những đức tính đáng quý. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học bài tập đọc Một Vụ Đám Tàu của tác giả Amici để hiểu rõ và học tập đức tính cao đẹp của Mario và Julietta các em nhé. Để nắm tốt được bài tập đọc này thì chúng ta phải xác định được mục tiêu của bài học. Sau khi học xong bài tập đọc, các bạn sẽ biết đọc diễn cảm bài văn, hiểu ý nghĩa tình bạn đẹp của Mario và Julietta, đức hy sinh cao thượng của Mario và trả lời được các câu hỏi có trong sách giáo khoa. Bài tập đọc Một Vụ Đám Tàu của tác giả Amici. Amici tên đầy đủ là Edmondo de Amici. Ông sinh năm 1846, mất năm 1908. Ông là một nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý. Ông đã để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào trên nhiều thể loại. Bây giờ cô trò mình sẽ sang hoạt động số 1, hoạt động luyện đọc. Cô sẽ đọc mẫu một lượt, các em chú ý đọc thầm theo cô. Một vụ đắm tàu. Trên chiếc tàu thủy rời cảng Liverpool hôm ấy, có một cậu bé tên là Mario, khoảng 12 tuổi. Tàu nhổ neo được một lúc thì Mario quen một bạn đồng hành. Cô bé là Julietta, cao hơn Mario. Cô đang trên đường về nhà và rất vui vì sắp được gặp lại bố mẹ. Mario không kể gì về mình. Bố cậu mới mất nên cậu về quê sống với họ hàng. Đêm xuống lúc chia tay, Mario định chúc bạn ngủ ngon thì một ngọn sóng lớn ập tới xô cậu ngã dúi. Julietta hoảng hốt chạy lại, cô quỳ xuống bên Mario, lau máu trên trán bạn rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. Cơn bão dữ dội bất ngờ nổi lên, những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu, nước phun vào khoang như vòi rồng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu chìm dần, nước ngập các bao lơn, quang cảnh thật hỗn loạn. Mario và Julietta hai tay ôm chặt cột buồm, khiếp sợ nhìn mặt biển. Mặt biển đã yên hơn, nhưng con tàu vẫn tiếp tục chìm. Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống, ai đó kêu lên, còn chỗ cho một đứa bé. Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra. Đứa nhỏ thôi, nặng lắm rồi. Một người nói. Nghe thế, Julietta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng. Một ý nghĩ vụt đến, Mario hét to, Julietta, xuống đi, bạn còn bố mẹ. Nói rồi, cậu ôm ngang lưng Julietta xả xuống nước. Người ta nắm tay cô lôi lên xuồng. Chiếc xuồng bơi ra xa, Julietta bàng hoàng nhìn Mario đang đứng bên mạn tàu, đầu ngẩng cao, tóc bay trước gió. Cô bật khóc nức nở, giơ tay về phía cậu, vĩnh biệt Mario, theo Amici. Sau khi các em đã nghe cô đọc và cùng đọc thầm cùng cô, thì bây giờ cô trò mình cùng nhau đi chia đoạn của bài tập đọc này nhé. Bài tập đọc được chia làm 5 đoạn. Đoạn 1 từ trên chiếc tàu thủy cho đến sống với họ hàng. Đoạn 2 từ đêm xuống cho đến băng cho bạn. Đoạn 3 từ cơn bão dữ dội cho đến thật hỗn loạn. Đoạn 4 từ Mario cho đến thẫn thờ tuyệt vọng. Đoạn 5 từ một ý nghĩ vụt đến cho đến vĩnh biệt Mario. Trong bài có một số từ các em cần lưu ý về cách đọc và cách viết. Đó là tên riêng, tên địa lý nước ngoài. Tên riêng ta có Mario. Julietta, tên địa lý nước ngoài ta có Liverpool. Khi viết, các em cần lưu ý viết hoa chữ cái đầu tiên giữa các tiếng trong cùng bộ phận có dấu gạch nối. Bên cạnh các từ, chúng ta cần lưu ý về cách đọc
và cách viết thì còn một số từ ngữ mà chúng ta cần hiểu nghĩa. Từ đầu tiên là từ Liverpool. Đây là hình ảnh cảng Liverpool. Liverpool là một cảng của nước Anh. Từ tiếp theo mà chúng ta cần hiểu nghĩa đó là từ bao lơn. Đây là hình ảnh bao lơn. Bao lơn ở đây chỉ phần sàn tàu có lan can bao quanh. Tiếp tục ta đi luyện đọc câu. Cô quỳ xuống bên Mario, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc băng cho bạn. Sau cùng ta luyện đọc đoạn và bài. Bài tập đọc được chia làm 5 đoạn và mỗi đoạn sẽ có những giọng đọc khác nhau. Đoạn 1, đọc với giọng thong thả, tâm tình. Đoạn 2, đọc nhanh hơn, căng thẳng, nhấn giọng ở câu tả, kể một ngọn sóng lớn ập đến. Julie Ekta hoảng hốt chạy lại. Đoạn 3, đọc với giọng gấp gáp, căng thẳng, nhấn giọng ở những từ ngữ khủng khiếp, phá thủng, đọc thấp giọng. 2 tiếng trôi qua, con tàu chìm dần. Đoạn 4, đọc với giọng hồi hộp, nhấn giọng ở những từ ngữ ôm chặt, khiếp sợ, sững sờ, thẫn thờ, tuyệt vọng, cao giọng. Còn chỗ cho một đứa bé, đứa nhỏ thôi, nặng lắm rồi. Đoạn 5, chúng ta cần chú ý lời của Mario hét to. Julieta, xuống đi, bạn còn bố mẹ. Câu kết đọc với giọng trầm lắng, bi tráng. Để nắm được nội dung của bài học thì cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động số 2. Tìm hiểu bài. Câu chuyện viết về cuộc gặp gỡ giữa Mario và Julieta trên một chuyến tàu. Mỗi người có một cuộc đời, có một hoàn cảnh riêng. Em hãy đọc đoạn số 1 và trả lời câu hỏi 1. Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Mario và Julieta. Em hãy cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi nào. Mario thì bố mới mất về quê sống với họ hàng, còn Julieta đang trên đường về gặp lại bố mẹ. Hai nhân vật Mario và Julieta trong câu chuyện được tác giả giới thiệu có hoàn cảnh và mục đích chuyến đi khác nhau, nhưng họ cùng gặp nhau trên chuyến tàu về với gia đình. Tàu nhổ neo được một lúc thì Mario quen một bạn đồng hành, đó là cô bé Julieta. Mặc dù mới quen nhau nhưng hai bạn rất quan tâm và lo lắng chăm sóc cho nhau. Em hãy đọc lại đoạn 2 và cho cô biết Julieta chăm sóc Mario như thế nào khi bạn bị thương. Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Khi thấy Mario bị sóng lớn ập tới, xô cậu ngã dúi, Julieta hoảng hốt chạy lại. Cô quỳ xuống bên Mario, lau máu trên trán bạn, rồi dịu dàng gỡ chiếc khăn trên mái tóc băng cho bạn. Đêm hôm ấy, tai nạn bất ngờ xảy ra. Cơn bão dữ dội ập tới, những đợt sóng lớn phá thủng thân tàu, làm cho con tàu chìm dần giữa biển khơi. Khi nghe những người trên xuồng muốn nhận đứa nhỏ hơn xuống xuồng là Mario, thì Julieta thẫn thờ tuyệt vọng. Thế nhưng Mario lại mạnh mẽ phản ứng ngay. Mario hét to lên, Julieta, xuống đi, bạn còn bố mẹ. Thế quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Mario nói lên điều gì về cậu bé? Các em theo dõi vào đoạn số 3 và trả lời câu hỏi. Nhường bạn xuống xuồng đồng nghĩa với việc Mario đã từ bỏ cơ hội được sống cho chính bản thân mình và nhường nó cho bạn của mình là Julieta. Thế em có suy nghĩ gì? Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Mario nói lên Mario là một cậu bé có tâm hồn cao thượng. Mario nhường sự sống cho bạn. Mario đã hy sinh bản thân vì bạn. Và đặt mình vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết mới thấy được hành động cao thượng, nghĩa hiệp, xả thân vì người khác của cậu bé. Mario mới 12 tuổi, lẽ là Mario được xuống xuồng cứu nạn vì cậu nhỏ hơn, nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ, tuyệt vọng của Julieta, một ý nghĩ vụt đến trong đầu Mario. Mario đã nhường sự sống cho bạn, nhận cái chết về mình. Cậu thật dũng cảm,
dám hy sinh bản thân vì bạn. Cô trò mình cùng chuyển sang câu hỏi số 4. Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong câu chuyện bằng việc tìm hiểu các câu hỏi trước. Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi này nhé. Suy nghĩ của các em chắc là sẽ giống suy nghĩ của cô. Chúng ta đều thấy Mario là một bạn trai kín đáo, giấu nỗi bất hạnh của mình không kể với bạn. Nhưng Mario lại rất cao thượng, đã nhường sự sống của mình cho bạn. Còn Julieta là một bạn gái tốt bụng, giàu tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ bạn, khóc nức nở khi thấy Mario và con tàu chìm dần xuống biển. Tình thương bạn và đức hy sinh của Mario vô cùng cao cả, để lại trong lòng người đọc sự cảm phục vô bờ bến. Tai họa đám tàu xảy ra, chúng ta đều thấy họ là những người bạn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ hy sinh cho nhau lúc hoạn nạn. Mario mang những nét tính cách điển hình của nam giới, còn Julieta có tính cách quan trọng của người phụ nữ, dịu dàng, nhân hậu. Như vậy, qua phần tìm hiểu các câu hỏi của bài, ta hiểu được nội dung của bài tập đọc Một vụ đám tàu như sau. Ca ngợi tình bạn đẹp của Mario và Julieta, đức hy sinh cao thượng của Mario. Mario và Julieta là hai nhân vật có đức tính và tính cách vô cùng tốt đẹp. Các em hãy học tập theo hai bạn và phải biết quý trọng tình bạn của mình nhé. Sau khi các em đã luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài tập đọc, chúng ta cùng đến với hoạt động số 3, luyện đọc diễn cảm. Và cô đã chọn được một đoạn văn để luyện đọc diễn cảm. Nhiệm vụ các em là chú ý nghe cô đọc, xem cô ngắt nghỉ và nhấn giọng ở những từ ngữ nào nhé. Đoạn văn như sau. Chiếc xuồng cuối cùng được thả xuống, ai đó kêu lên. Còn chỗ cho một đứa bé. Hai đứa trẻ sực tỉnh, lao ra. Đứa nhỏ thôi, nặng lắm rồi. Một người nói. Nghe thế, Julieta sững sờ, buông thõng hai tay, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng. Một ý nghĩ vụt đến, Mario hét to, Julieta, xuống đi, bạn con bố mẹ. Các em đang nghe rõ còn đọc chưa? Các em đã biết ngắt nghỉ và nhấn giọng ở từ ngữ nào chưa? Vậy bây giờ các em hãy thực hành luyện đọc diễn cảm cho bố mẹ hoặc anh chị mình nghe nhé. Sau khi học xong bài tập đọc Một vụ đám tàu của tác giả Amici, cô cũng như các em chắc hẳn sẽ cảm nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp khác nhau mà bài tập đọc đưa lại. Bài tập đọc không chỉ giúp các em rèn kỹ năng đọc mà còn chứa đựng một giá trị nhân văn sâu sắc và cũng là thông điệp gửi đến cho tất cả chúng ta thông qua hai nhân vật Mario và Julieta. Đó là bài học về tình bạn, về sự hy sinh cao cả và đầy ý nghĩa. Cũng từ bài tập đọc này, các em sẽ thấy được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống quanh ta. Chúng ta phải sống tốt hơn và biết sống vì mọi người. Vậy là tiết tập đọc ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các em nhớ đọc lại bài tập đọc nhiều lần cho người thân, bạn bè nghe và chuẩn bị cho cô tiết tập đọc tiếp theo, Con gái sách giáo khoa trang 112, trang 113. Cô chào tất cả các em và hẹn các em ở tiết học lần sau nhé.